Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với những video nhận định về các cổ phiếu của em Nam. Thì trong ngày hôm nay thì Nam sẽ mang đến cho anh chị một cái video nhận định về cổ phiếu Shell. Thì Shell là một trong những cái cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản thì cũng khá là nhiều anh chị quan tâm. Thì đây là một trong những cổ phiếu mà trong cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta đang uptrend năm 2021 thì nó là một trong những cổ phiếu mà có một cái nhịp tăng chạy sóng có thể nói là ấn tượng nhất trên thị trường này, ấn tượng nhất cả trong nhóm bất động sản luôn. Anh chị có thể thấy là từ năm tháng 10, tháng 11 năm 2021 thì nó ở cái vùng giá 10 mà nó chạy một phát lên 100 luôn. Thì ở thời điểm hiện tại với những cái sự nền tảng tích lũy như thế này thì trong thời gian tới chúng ta có thể kỳ vọng về nhóm bất động sản hay là cái cổ phiếu SEO này được không anh chị nhé? Thì trước khi đánh giá về cổ phiếu SEO này thì anh chị nào mà đang theo dõi cái video này thì mọi người đừng quên để lại những lượt like, lượt tim để ủng hộ tinh thần cho Nam. Anh chị muốn tìm một người đồng hành thì có thể là về với đội của Nam bằng cách là mở tài khoản VPS hoặc là chuyển ID về Nam quản lý anh chị nhé. Thì hãy liên hệ với Nam theo số điện thoại đang chạy trên màn hình này. Thì Nam sẽ hỗ trợ các anh chị vào trong các Zoom VIP để chúng ta cùng nhau làm việc và cùng nhau kiếm tiền trên thị trường trong giai đoạn sắp tới. Thì trước khi đánh giá về cổ phiếu SEO thì chúng ta sẽ nhìn nhanh về thị trường một chút. Thì như đã trao đổi với anh chị ấy, thị trường của chúng ta hiện tại là đang trong một cái nhịp khá là tích cực. Và trong thời gian tới thì Nam đánh giá là chúng ta sẽ có những cái thời điểm gọi là kiếm tiền rất là tốt ở trên thị trường anh chị nhé. Rất là tốt. Anh chị thấy là trong 2 tuần vừa qua đúng không ạ? Thị trường liên tục trong 3 tuần vừa qua, thị trường liên tục bám cái band trên và đi lên với một cái thanh khoản gia tăng vào thị trường khá là tốt đúng không ạ? Khá là tốt. Thì 2 tuần vừa qua thì khi mà nếu mà xét ở trên cái band này ấy, thì anh chị thấy được rằng là cái Bollinger Band nó chưa kịp mở ra. Đúng không ạ? Nó chưa kịp mở ra. Đấy, và đường giá nó nhảy ra khỏi band cho nên là nó vẫn có những sự rung lắc. Đấy, nhưng mà bắt đầu từ trong các cái thời gian tới anh chị thấy là khi band nó bắt đầu mở ra và thanh khoản gia tăng band dưới cũng mở xuống đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái tín hiệu cho thấy là thị trường của chúng ta đã bước vào những cái nhịp tăng trong chung và dài hạn, có thể vẫn có những cái sự rung lắc trong ngắn hạn đúng không ạ? Tuy nhiên là cái xu hướng thì vẫn đang là xu hướng tăng, và cái động lực chính của thị trường tăng ở thời điểm hiện tại là liên quan đến việc các cái chính sách tài chính tiền tệ nó quay đầu, nó chuyển từ thắt chặt chuyển sang nới lỏng từ từ. Từ đầu năm đến giờ thì chúng ta đã có 4 cái nhịp giảm về lãi suất điều hành. Thì anh chị hình dung là khi mà lãi suất điều hành giảm ấy thì cái nhóm mà được hưởng lợi nhiều nhất là nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản. Và trong nhóm bất động sản thì cái cổ phiếu mà có thể nói là có một cái sự gọi là cái tính cách mà feeling đúng không? Tính cách feeling và chạy một cách rất là dứt khoát và điên nhất ở trong lịch sử chúng ta, chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào không nhắc đến cổ phiếu Shell trong cái video này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn về Shell một chút ở trong cái khung đồ thị tuần. Thì anh chị thấy là nếu mà trên đồ thị tuần ấy thì anh chị thấy là cái đường giá nó vượt qua khỏi mây, nó nằm trên mây, và Tecan và Kijun thì hiện tại là đang tích lũy rất là chặt vào với nhau. Anh chị thấy là đây là một trong những cái trạng thái tích lũy rất là chặt ở dùng về cái đồ thị với Bollinger Band. Thì anh chị thấy là nó cũng đang có những tín hiệu bóp band rất là chặt để chuẩn bị cho những sự bứt phá trong thời gian tới, sự bứt phá trong thời gian tới. Và cái đường MACD thì hiện tại là đang đã lên đến không và vẫn đang tiếp tục hướng lên. Thì đây là một trong những cái tín hiệu tích cực cho SEO ở trong chung và dài hạn. Còn cái về cái đường cân bằng đúng không? Cái vùng cân bằng của SEO thì hiện tại anh chị thấy là cái vùng đỉnh cũ, cái vùng kháng cự trong trung hạn của nó là quanh cái vùng giá tới tận 40-41 cơ. Và cái đường giao găm này ấy, thì hiện tại là nó đang gãy đúng không? Anh chị thấy là trong thời gian tới, trong các cái tháng tiếp theo là nó gãy. Thì nếu như đường giá nó bắt đầu có những cái tín hiệu tăng lên ở trong trung hạn thì khi nó gặp cái đường giao găm 65 này nó sẽ không bị cản trở quá nhiều. Đó, và cái đường cân bằng trong dài hạn của nó là cái đường giao găm 129 thì nó ở tuốt cái vùng giá 53 cơ. Đấy, thì với một cái nền tảng tích lũy như này, anh chị thấy là nó đã tích lũy quanh cái vùng giá 20 cho đến 26 suốt từ cái thời điểm tháng 12 năm ngoái đúng không ạ? Tháng 12 năm 2022 đến thời điểm hiện tại là được đâu đó khoảng tầm 7 tháng. Thì với một cái nền tảng tích lũy 7 tháng như này thì khi cổ phiếu đi lên anh chị hoàn toàn có thể kỳ vọng về những cái target đâu đó khoảng tầm 70 80 thậm chí là nhân đôi từ nền anh chị nhé. Nhân đôi từ nền thì đây là một trong những cổ phiếu mà anh chị có hoàn toàn có thể để ý, mặc dù bây giờ nó đang thể hiện các cái tín hiệu là yếu hơn so với các cổ phiếu như là DIC và đất xanh. Anh chị nhìn thấy là nếu mà chúng ta so sánh với cả đất xanh thì đất xanh nó đã vượt đỉnh rồi. Đó, anh chị thấy là đất xanh nó cũng đã vượt đỉnh và vượt đỉnh cái vùng mà cao nhất trong tính từ tháng 12. Sell thì chưa anh chị nhá. Tức là nếu mà xét về ngắn hạn ấy thì là nó đang xấu hơn con đất xanh. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải thừa nhận là đất xanh đã vượt qua này, rồi DIC này. Đó, hai cổ phiếu này nó đã vượt qua rồi. Nó đã vượt qua những cái nền tảng lớn rồi. Đúng không ạ? Anh chị thấy không ạ? Nó đã vượt qua đây rồi. Đó, thì con sell thì vẫn còn đang ở dưới, chưa vượt được qua đỉnh. Cho nên là xét về trong ngắn hạn thì nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cái lịch sử ấy, nhìn về cái lịch sử và nhìn về quá khứ chạy thì con sell này nó xuất phát sau. Đấy, vào cái thời điểm mà tháng bắt đầu khi mà nó nhịp chạy sóng của nó vào tháng 11
đúng không ạ? Anh chị thấy là nó bắt đầu chạy sóng vào cái ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021. Đấy, cái thời điểm mà anh chị thấy là có những cơn sóng điên của bất động sản nó rất là ghê ấy, thì nó đến tận tháng 11 nó mới chạy. Trong khi con đích, đúng không ạ? Anh chị thấy là con đích nó đã chạy từ cái thời điểm mà tháng 10. Đấy, tháng 10 tức là nó chạy trước hẳn một tháng và nó đã chạy từ vùng giá 26 cho đến vùng giá 45. Tức là nó chạy được 75% rồi. À, thì sau đó con sale nó mới chạy. Thì ở thời điểm hiện tại bây giờ anh chị có thể thấy là còn các cổ phiếu đất xanh và đích nó đang thể hiện những cái sức mạnh lớn hơn. Nhưng mà một khi mà đã vào sóng thì chắc chắn sale nó sẽ là cái cổ phiếu mà nó có một cái tính cách chạy rất là ghê. Anh chị hình dung là tất cả các cái cổ phiếu trên thị trường thì nó cũng đều có một cái đội tạo lập ở phía sau để nó điều tiết về giá. Thì cái đội tạo lập thì mọi người hình dung là nó cũng là con người thôi. Cho nên là con người thì có tính cách, đúng không ạ? Đấy, thì tính cách thì nó sẽ không thay đổi. Và khi mà con sale nó vào nhịp sóng thì Nam đánh giá nó vẫn là một trong những cổ phiếu mà anh chị hết sức là đáng chú ý trong thời gian tới. Mặc dù là trong ngắn hạn đang yếu hơn đích anh chị nhé, đang yếu hơn đích. Đó, thì đấy là cái góc nhìn của Nam về cổ phiếu sale. Ở trong trung hạn và trong cái thời gian tới, mọi người hoàn toàn có thể kỳ vọng khi mà chúng ta xét về cả mặt kỹ thuật này, rồi về các cái câu chuyện vĩ mô này, rồi về thị trường này, chúng ta đều thấy là nó ủng hộ cho việc mà hoàn toàn là sell nó có thể bước vào sóng trong cái nhịp tới. Thì đây là những cái thời điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể căn những cái nhịp mà rung lắc của thị trường, ngay cả cái vùng giá hiện tại hay là những cái sự rung lắc để chúng ta có thể tham gia được anh chị nhé. Xét một chút ở trên cái khung đồ thị ngày thì anh chị có thể thấy là trong cái giai đoạn vừa qua thì nó tạo ra một cái phân kỳ âm 3 đoạn ở đây. Thấy đây là một cái tín hiệu phân kỳ âm 3 đoạn, và thông thường là phân kỳ âm 3 đoạn thì cổ phiếu sẽ rất khó lên và nó dễ giảm, đúng không ạ? Anh chị thấy là một đỉnh này, hai đỉnh, ba đỉnh. Đấy, tuy nhiên là khi mà cổ phiếu này nó về đến cái vùng giá 25, đấy, tức là nó chấp chới, nó chỉ cần thủng ở đây thôi là chắc chắn nó về đến 23. Đấy, nhưng mà khi mà cổ phiếu nó về đến cái vùng này, anh chị thấy là gần như là nó không có cái lượng hàng bán ra. Mặc dù có phân kỳ âm này, mất đường MA20 này, mất TECAN và KIJUN này, nhưng mà nó không hề có cái lượng cổ phiếu bị bán ra quá nhiều, không bị bán tháo mà giữ được vùng giá 25. Và nó đã có các tín hiệu dòng tiền mồi vào, quay trở lại, lấy được lại cái đường TECAN và lấy được lại cái đường MA20 ở đây. Thì nó đang cho thấy là một cái sự gọi là quyết tâm đỡ giá ở đây của tổ chức anh chị nhé. Trong suốt cái giai đoạn 7 tháng này thì Nam có thể khẳng định với anh chị đây là cái giai đoạn mà tổ chức nó đang gom hàng. Nó là cái cổ phiếu mà nó đỡ giá tốt nhất trong cái nhóm bất động sản. Nếu anh chị mà đầu tư vào đất xanh và đích ấy, trong cái giai đoạn khoảng tầm 6 tháng đầu năm, thì mọi người thấy hai cổ phiếu đấy nó rơi rất là ghê. Nó thậm chí nó còn rơi thủng cả đáy anh chị nhá, nó rơi thủng cả cái đáy, những cái đáy của thời điểm tháng 12 và tháng 1. Đây Nam mở thử cho anh chị cổ phiếu đất xanh nhá. Đất xanh này. Anh chị thấy không ạ? Nó rơi thủng cả cái vùng đáy này, nó tạo ra một cái đáy thấp hơn, sau đó nó đi lên. Nhưng mà cổ phiếu sale ấy thì gần như là nó giữ giá. Và nó giữ giá, và đây là cái vùng mà tổ chức gom hàng. Anh chị nhá, là vùng tổ chức gom hàng, và anh chị thấy là về các cái nền tảng ấy, nó đã tạo ra các cái đáy nâng anh chị ạ. Đấy, đầu tiên là đáy này là quanh cái vùng giá 16 này. Nó tạo ra các cái mô hình về đáy nâng. Đấy, tiếp theo là đáy về 18 này. Đấy, sau tiếp theo. Đấy, tiếp theo là đáy về khoảng 22, 20, 22. Và cái thời gian trong cái giai đoạn 2 tuần trở đây là đáy về cái vùng giá 25. Đấy, tức là nó tạo ra các cái vùng đáy nâng. Anh chị thấy không ạ? Đáy nâng, đáy nâng, đáy nâng. Thì đây là cái vùng mà tổ chức nó gom hàng. Và nó chỉ chờ những cái nhịp mà khi mà thị trường đồng thuận, thị trường của chúng ta bước vào cái nhịp sóng chính ấy, là bắt đầu khả năng rất cao là chúng ta cũng sẽ có cái nhịp sóng của sell. Và đây là cái thời gian mà anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc để chúng ta có tiến hành những cái nhịp mua gom, kể cả vùng giá hiện tại hay là nó có những cái nhịp rung lắc của thị trường, nó có test lại vùng giá 25.x thì đấy là cơ hội anh chị có thể tham gia. Anh chị nhá, mình sẽ mua gom cổ phiếu này để khi nào mà nó bứt thoát hẳn qua cái vùng giá 28 ấy, thì chính thức là nó sẽ vào một cái nhịp gọi là chạy sóng. Và anh chị hình dung ấy, sóng ấy là nó không phải là như này. Anh chị lưu ý nhá, như này không phải là sóng này. Đấy, như này không phải là sóng này. Nhá, anh chị lưu ý là một nhịp chạy sóng của cổ phiếu ấy là nó sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tháng, thậm chí là 3 tháng. Đấy, như này không phải là sóng nhé. Anh chị nhìn các cổ phiếu như này mới gọi là sóng này, VIX này. Đó, như này mới gọi là sóng. Và chúng ta phải ăn được những cái cơn sóng như thế này thì anh chị mới có thể là thay đổi được cái NAV của tài khoản. Ví dụ anh chị đi được một cái lượng tiền đủ lớn ở cái vùng đáy và lên vùng này thì lúc ấy là tài khoản của anh chị nó mới thay đổi được, chứ không phải là chúng ta ăn những cái cơn sóng lăn tăn khoảng tầm 50% như này, nó sẽ không giúp cho anh chị thay đổi được cái NAV của tài khoản, đúng không ạ? Thì đây là cái vùng mà Nam đánh giá vẫn là đang là cái vùng gom của sell mà anh chị có thể gom dần, kể cả vùng giá hiện tại hay là nó điều chỉnh về vùng giá 25.x là cái thời điểm chúng ta gom để chuẩn bị cho một cái trận đánh sắp tới của các cổ phiếu bất động sản anh chị nhé. Nó vẫn là những cổ phiếu được hưởng lợi nhiều nhất. Đó, thì đấy là cái điều Nam muốn chia sẻ anh chị nhé. Đây không phải là sóng mà đây nó chỉ là vẫn là trong những cái pha mua gom thôi. Chỉ dùng nó đã tạo ra những cái đáy nâng, và khi nào nó break hẳn
kèm một cái thanh khoản có thể là một cây đánh trần luôn mà vượt qua vùng giá 28, thì lúc ấy thì cổ phiếu này nó mới chính thức vào sóng. Và một khi nó đã vào sóng thì anh chị nếu mà đầu tư về năm 2021 thì mọi người sẽ thấy là cổ phiếu SEO này nó có một cái tính cách rất là điên anh chị. Nó chỉ chạy trong khoảng tầm 2 tháng thì đây mới gọi là con sóng anh chị nhé. Đây rất nhiều các anh chị gọi là x5 x7 tài khoản trong cái vùng này. Đấy thì ở thời điểm hiện tại em đánh giá là cũng là cái thời điểm mà anh chị có thể bắt đầu, đúng không? Bắt đầu mua gom khi mà thị trường của chúng ta ấy, nó đang vào những cái nhịp mà nó đang cho những cơ hội đầu tư rất tốt. Và Nam đánh giá là trong thời gian tới là cái thời gian mà có thể nói là giai đoạn siêu kiếm tiền của thị trường. Và nếu mà xét về tất cả các cái sóng thì sóng bất động sản bao giờ cũng là điên nhất. Và xét về tất cả những con bất động sản mà gọi là ở cái mức độ mà có thể đi được những cái dòng tiền lớn ấy, thì con SEO lại là một trong những con mà có thể nói là điên nhất. Thì đây là cái deal mà Nam chia sẻ với anh chị trong cuối tuần này. Thì anh chị có thể mua gom và sẽ chờ vào những cái nhịp mà sắp tới. Đây là cổ phiếu mà có thể nói là trong cái giai đoạn vừa qua ấy, rất nhiều anh chị chê trách, rất nhiều anh chị mà gần như là chán nản với nó. Nhưng mà Nam tin rằng trong thời gian tới nó sẽ mang lại cho anh chị những cái phần lợi nhuận tương đối tốt. Và đây là cái thời điểm khá là đẹp để anh chị có thể bắt đầu nghĩ đến việc gom dần cổ phiếu anh chị nhé. Thì ok, chắc là Nam xin phép được dừng cái video này ở đây. Thì cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này của Nam. Chúc anh chị có một cái cuối tuần tốt lành. Và chúc anh chị từ giờ trong cái thời gian tới sẽ đầu tư được thành công và gặp nhiều may mắn anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Mọi người mở tài khoản hay là chuyển ID về đội của Nam ấy, thì nhớ liên hệ với Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình hoặc là đang chạy ở bên dưới mọi người nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào mọi người. Bye bye.